Ôi rồi nó chạy kìa. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì em sẽ hướng dẫn mọi người làm cái này. Đây. Mọi người ơi, hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người làm cái thuyền này. Cái này nhá. Nhìn này, mọi người nhìn này. Đó, cái này chạy dưới nước thích lắm. Chạy cực nhanh luôn. Đấy, đây nữa này. Đây mọi người nhìn xem nhá. Này lát nữa là nó sẽ chạy rất là nhanh luôn. Đây cho mọi người xem này. Đó. Cái này cho xuống nước là chạy rất là. Để làm được cái thuyền bơi trong nước nhanh như em đã quay ấy thì cần tìm những nguyên liệu sau đây. Thứ nhất là một cái vỏ chai. Thứ hai là que kem. Thứ ba là đũa ăn một lần. Thứ tư là dây chun. Thứ năm là vải dạ màu đỏ và màu vàng. Thứ sáu là băng dính trong. Thứ bảy là súng bắn keo. Bước đầu tiên thì mình sẽ làm cờ. Để làm được cái lá cờ như thế này nhá, mình sẽ làm bằng dạ nhá. Làm bằng giấy nhá. Làm bằng giấy là xuống nước nó sẽ bị rách đi hoặc là nó ướt đi thì sẽ... Đây, bằng cái dạ thủ công này. Đây, bây giờ em sẽ cắt ngô sao nhá. Mình sẽ cắt ngô sao nhá. Sau đó là mình cắt ngôi sao xong là mình dán bằng cái súng bắn keo, mình bắn cho nó chắc nhá. Mình thấy mình sẽ dán bằng bằng keo nến. Đó thì nó sẽ chắc hơn. Mọi người có thể là làm bằng giấy cũng được, nhưng mà làm bằng giấy thì trẻ con nó chơi không được bền. Nên mà mình nên làm bằng bằng dạ thì nó sẽ không bị ướt mà không bị hỏng. Nó sẽ được bền lâu hơn ý. Đây, sau khi mình cắt được cái hình tam giác này và cái ngôi sao như thế này thì mình sẽ gắn vào nhé. Mình sẽ gắn ngôi sao vào cờ nhé. Đây, bây giờ mình sẽ gắn cho mọi người xem nhé. Đó, mình sẽ gắn đây. Đó, mình gắn lên là được. Bước thứ hai mình sẽ cắt đôi que kem, sau đó quấn một đầu băng dính. Đó. Và sau đó thì mình sẽ cho chun vào, kẹp vào giữa và quấn cái đầu còn lại như thế này là được rồi nhá. Đó. Đó. Bước thứ ba thì mình sẽ cho hai cái que đũa kẹp vào chai song song như hình, sau đó thì dùng chun cố định hoặc là quấn băng dính cho chắc hơn nhá. Đó, quấn như thế này là được. Bước thứ tư mình sẽ cho cái bánh chèo làm từ que kem và buộc vào đoạn cuối của hai chiếc đũa nhá. Bước cuối cùng là cắm cờ vào giữa, chun cố định là được. Wow, chạy nhanh quá, mọi người có thấy tuyệt không ạ? Mọi người thấy hay thì bấm like, chia sẻ cho em nhá. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở chương trình tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người nhé.